Rồi qua trái xíu. Rồi ngồi xuống đi bạn. Rồi mở mặt nạ ra đi hai bạn ơi. Chào anh. Chào bạn. Hai người đã ngồi vào vị trí của mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu to rõ lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình. Rồi mời bạn trước. Vâng, em xin chào chương trình. Chào chị Cát Tường. Và em tên là Đào Quang Một. Đào Quang Một. Dạ. Wow, tên lão quá vậy. 34 tuổi. 34 tuổi. Hiện là công nhân của công ty bên ngành nhộm gì? Nhộm vải. Nhộm vải. Mình là quê ở đâu? Dạ, quê em là ở Quảng Nam. Rồi mình hiện giờ mình đang làm việc ở đâu, sinh sống ở đâu? Dạ, em đang làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đang ở Bình Tân, làm việc ở Bình Tân luôn. Dạ vâng. 34 tuổi. Anh Quang Một là có một mình anh làm quan thôi đó. Rồi tới phiên mình giới thiệu ạ. Em chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Mai Hương, đến từ Thanh Hóa và hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy em? Dạ em ở quận 5. Quận 5, mình đang làm công việc gì? Em là kỹ thuật viên xét nghiệm. Xét nghiệm là xét nghiệm máu hả? Dạ đúng rồi chị. Làm ở bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện quân y 7A. Hiện tại em đang sống với ai ở quận 5? Dạ hiện tại thì em đang sống một mình. Còn mình là mình sống với ai? Dạ em thì em đang sống ở đây với một mình nè. Cũng sống một mình luôn? Dạ vâng. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Nói lớn lên nè. Em thì biết nấu ăn nè, mọi người đều khen là ngon. Khen ngon, ví dụ như những món gì, mình nấu được những món gì ngon? Em hay nấu lẩu gà, hoặc là bò thì em làm được bò bắp thấu, hoặc là bò trộn hai chuối đồ. Nói nghe chảy nước miếng ta, học từ đâu? Từ nhỏ thì ở nhà cũng hay nấu ăn. Rồi lớn lên thì cũng có học hỏi trên TV nhiều. Có ý định mở quán ăn không? Tại vì mấy cái món anh nói không phải là món ăn gia đình, mà món ăn nó toàn thấy là đa số món ăn ở tiệm không à. Dạ. Đúng không? Em thì ước mơ thì cũng muốn mở một cái quán. Có ước mơ mở quán hả? Dạ vâng. Wow, nói chơi mà trúng thiệt. Biết đâu ha, cố gắng tích lũy thêm nhiều món rồi luyện tay nghề, biết đâu thành ông chủ quán ăn sao. Mình mở nhỏ nhỏ trước rồi từ từ mình lớn lên ha. Rồi còn điểm yếu? Em thì ít nói. Ví dụ như gặp người mà lạ thì em ít khi mà bắt chuyện trước. Quen rồi thì nói. Dạ đúng rồi. Nếu như quen rồi thì tiếp xúc lâu rồi thì có thể là giao tiếp rồi là chưa có cởi mở. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Điểm mạnh thì em cũng không biết em có điểm mạnh gì. Cái gì cũng biết một chút chứ không có giỏi. Ừ. Vậy còn điểm yếu? Điểm yếu thì là khá nóng tính, thẳng tính. Nóng tính, thẳng tính. Dạ. Tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà nói chính thức thì chỉ chắc có một ạ. Còn gian dở thì là hai. Vì chính thức một, gian dở hai là sao? Tính cả mối tình đầu tiên là chưa có đi đến đâu cả. Coi như dạ. Là nghĩa như mối tình thời trẻ phải không? Dạ. Là quen được bao lâu? Được khoảng một tháng vậy. Trời ơi, cái gì mà có một tháng vậy? Là mối tình đó là không tính đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ hai quen được bao lâu? Dạ cũng gần một năm ạ. Gần một năm. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Em có cảm giác như em không được người ta quan tâm. Nhiều khi mình buồn mình chia sẻ, người ta không có quan tâm lại á. Rồi ai là người nói chia tay trước? Dạ em ạ. Khi em nói lời chia tay thì phản ứng anh sao? Anh buồn, anh năn nỉ em quay lại. Mà em có thương anh không? Hay là tại vì em cảm nhận, em nhạy cảm quá? Chắc là lúc đó cũng trẻ quá nên là nông nổi quá. Chia tay cách đây bao lâu rồi? 4 năm rồi đấy. 4 năm rồi? Dạ. Vậy sao 4 năm gần lại đây không có mối tình nào khác nữa? Chắc là do tính chất công việc. Sếp em hay nói là đến thì đi từ tầng hầm gửi xe lên đến lầu 1, chiều tan làm từ lầu 1 xuống tầng hầm đi về không gặp ai. Ủa vậy là ông sếp em cũng mê em hả? Dạ đâu có. Cái mắc mớ gì mà ông bắt em từ ở dưới rồi đi lên tới ở trên rồi ở trên đi xuống ở dưới? Dạ tại vì khu của em là xét nghiệm là khu riêng biệt đó chị. Mắc mớ gì đi làm thôi, tự nhiên cái gì ông sếp kêu từ đi cần xe đi lên tới trên rồi. Dạ, đi về rồi đi ra khỏi bệnh viện rồi cũng không quen ai, cũng không ngó nghiêng ngó ngửa. Dạ đúng rồi. Cũng ai để ý mình. Dạ. Tại em khó tính quá. Dạ chắc vậy đó chị. Em khó không? Dạ có. Ví dụ em khó những cái gì em chia sẻ. Khó ăn nè, ở, rồi có... Khó gì nữa? Ngủ nữa. Khó ăn, khó ở, khó ngủ. Dạ. Mà khó. Khó ăn là khó ăn sao? Em không quen ăn mấy cái món ngọt ngọt. Cái gì mà có chút đường là em ăn không được. Bình thường ai nấu cho em ăn? Còn em tự nấu mà. Em tự nấu tự ăn. Dạ. Là nói chung em nấu là không có nêm nếm, là không có bỏ đường. Dạ đúng rồi chị. Chết rồi, bên đây mình nấu lẩu là phải có đường đúng không? Mình nấu đồ ăn phải có chút đường nó mới dịu đúng không? Dạ, em cũng vô đây cũng học theo cách nấu của miền Nam này. Là có đường đúng không? Về tự nấu tự ăn luôn. Rồi khó ở là khó làm sao? Ví dụ đồ đạc của em để đâu người ta mượn là mang lại chỗ cũ để. Phải ngăn nắp gọn gàng. Dạ đúng rồi. Rồi, còn khó ngủ là khó làm sao? Khi ngủ là em phải tắt hết điện, không ngủ.
thì em mới ngủ được. Trời ơi, cô này cũng khó vậy rồi làm sao đây ta? Nghe ba cái khó của cổ cảm xúc như thế nào? Em thì cũng hơi khó tính một xí, nhưng mà trong ai mà làm kiểu như mà phật ý, kiểu như không đúng ý em thì em cũng hơi cằn nhằn tí thôi cũng xong. Thật ra mấy cái khó đó chẳng qua là mình ở một mình á, mình mới vậy thôi. À, chứ rồi mai mốt mình ở mà có vợ có chồng đi ha, không rồi ngủ được tốt hết là mệt quá là ngủ, làm việc nhiều quá là ngủ, con cái rồi đầu bù tóc rối hả, tới hồi có cái gì ăn đại cho xong còn lo cho con. Tại giờ sống một mình sướng quá, bớt khó lại chút xíu. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em tìm thì tính tình hiền lành một tí. Hiền lành. Dạ, nói chung là biết lo gia đình. Rồi, lo cho gia đình là biết lễ phép tới người lớn để là đủ rồi. Ngoại hình? Ngoại hình thì nói chung là em cũng hơi ốm, nên tìm người thì cũng đừng có mập quá là được. Là thích ốm giống mình luôn hay sao? Hay là vừa vặn? Không ốm quá nhưng mà đừng mập quá. À, không ốm quá mà không mập quá. Rồi, thế còn mình tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Về ngoại hình thì ưa nhìn một chút xíu. Không hói, không mắt một mí, không trăng hô. Chiều cao thì cao hơn em một chút, khoảng 1m7 trở lên. Còn gì nữa không? Mình lỡ bằng tiếng mình khó tính rồi mình đưa luôn 1 lít dài luôn. Cho ta sợ chơi. Nhiều lắm chị. Nhiều lắm hả? Đáng dạ. Lẽ không nhớ hết phải viết ra giấy. Dạ. Đó. Không hói, không mắt một mí, không hô, cao 1m7 trở lên. Nãy giờ nghe tiêu chuẩn của cổ anh thấy mình đạt được tiêu chuẩn được nhiêu phần trăm? Mấy cái kia thì đạt nhưng mà cao 1m7 thì em có mấy sáu mấy à? Mấy sáu mấy? Mấy sáu tư. Mấy sáu tư à? Được hết chứ có cái này có mấy sáu tư à? Không hói, không hô, mắt có mí, cao 1m64. Rồi, nói đùa chứ cái đó là tiêu chuẩn mình đặt ra thôi. Dạ. Còn khi mà mình nhìn mặt nhau là ăn thua, có cái điện chạy qua có cảm xúc hay không, cái này khó nói lắm, không có cái tiêu chuẩn. Dạ. Gì trơn trọi á. Có nhiều người trời ta nó ghét của nào trời tao của nấy nữa. Cho chị coi hình ảnh của em coi. Dạ. Trời ơi, tôi nhìn hình đây mà tôi đoán mà không ra nổi luôn á. Rồi tìm đi em, trong bốn cô gái ấy là sẽ có cổ ha. Tìm đi em, có ảnh ở chổng luôn đó. Mình coi mình nhìn mình có cái cảm giác, cái giác quan với cô nào không? Nghe người này nói thì em có thể dự đoán được. Gì? Chưa thèm nhìn hình tôi dự đoán được. Ai đâu? Em đoán là người đứng thứ hai. Nào? Người đứng thứ hai. Sao đoán người đứng thứ hai hay vậy? Dạ. Lý do em gì mà em không cần nhìn hình luôn mà em đoán được cái cô đứng thứ hai? Chắc em cũng khá cao. À. Em muốn tìm một người là cao 1m7. À, vậy thôi đó. Dạ. Hay dữ ta. Suy luận hay quá. Rồi em. Em thì chắc anh này quá. Sao chọn anh đó? Cảm giác thôi chứ chị. Ảnh nãy anh nói ảnh hơi ốm. Ảnh cao 1m64 à. Nó suy luận á, đứa em chọn vô cái ông cao cần 1m8 dữ vậy. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra ha. Hai bạn hãy nhìn qua cái cánh cửa trái tim này để xem coi cái cảm nhận của mình ngày hôm nay khi mà lần đầu tiên gặp nhau có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Chào. Thường mình thấy là bạn gái khi nào cũng nhạy cảm hơn bạn trai, mà lần này bạn trai có vẻ chính xác hơn bạn gái. Không cần nhìn hình em luôn, đưa qua nhìn vô cái chỉ ngay trung thóc. Đoán là tại em cao, tại vì em đòi bạn trai cao cho nên ta tự đoán em cao. Còn trong khi em chọn xa bé đâu giờ chọn lại coi ảnh đâu. Chắc đây quá. Đó, bạn trai rất là hay ha. Bây giờ bạn gái chọn sai rồi, bây giờ có bị phạt gì không ta? Em biết hát không? Em hát tặng ảnh một bài, tặng một đoạn thôi, coi như là hình phạt. Em không thuộc lời nhiều đâu. Kệ, hát vài câu thôi. Vỗ tay cho cổ một cái khích lệ cổ nè. Em xin hát một đoạn trong bài Ngày Trưa Giông Bão. Rồi. Khi anh qua thung lũng và bóng tôi như vậy mất tiêu. Thôi cho nợ nha, chút xíu nữa. Dạ. Nhớ rồi mình hát nha. Bây giờ tôi mời hai bạn sẽ thưởng thức với món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. Mình vừa ăn, mình vừa thưởng thức rồi mình trò chuyện với nhau ha. Trò chuyện cho nó thoải mái rồi ít phút sau chị Tường sẽ quay lại. Các Tường mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn của nhà hàng Mr. Light. Hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau tự nhiên nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, xíu nữa chị Tường quay lại liền. Dạ. Rồi, ăn đi cưng. Dạ. Chào mời anh. Vâng, mời em. Anh có gì muốn hỏi em không? Em vào đây lâu chưa? Dạ, cũng 7 năm rồi ạ. 7 năm. Dạ, mình làm việc ở trên Bình Tân hả anh? Đúng rồi. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 ạ. Anh có gia trưởng không? Không, anh thì không gia trưởng. Em rất thích người con trai Quảng Nam. Em thì em không phân biệt vùng miền.
chủ yếu là cảm giác của nhau thôi. Có tình cảm thì tới, nhưng mình thích thì là mình tới. Anh thì không quan trọng nhiều. Một người sống thiên về tình cảm. Dạ. Chứ vật chất thì anh có thể là không có lo đủ cho em, nhưng mà ý là về tình cảm thì có thể là có thể bù đắp lại cho em còn đó. Ví dụ như mình có tiến tới với nhau thì anh lo được gia đình, lo bên nội bên ngoại vậy đó. Cái đó thì có thể mình không được khá giả thì mình lo theo cái kiểu dạ. Như là ví dụ như sau này hai đứa mình đến với nhau, nếu mình có con có cái thì mình trước tiên mình chắc mình phải lo cho con cái mình ạ. Rồi lo cho cuộc sống của mình. Có dư giả thì gửi về, lâu lâu gửi về cho ba mẹ, dù có dịp gì đó thì hoặc ba mẹ cần tiền làm cái gì thì có thể mình tích góp mình gửi cho ba mẹ. Thì vấn đề đó cũng không có gì là anh nghĩ là bình thường. Trời ơi, tôi cho hai người thời gian tâm sự mà cô nhìn ra cô cầu cứu tôi chi trời. Thì khổ ghê vậy đó. Sao hai người người nào cũng nhút nhát hết trơn vậy, rồi nãy giờ nói chuyện được nhiều không? Ăn cũng không ăn nhiều hết trơn. Mắc cỡ gì không biết nữa à. Dạ, em nói có nói chị rồi em khó ăn lắm. À, dạ. Đồ ăn là lạ là mình ăn không được. Dạ đúng rồi chị. Rồi suốt ngày là chị tự nấu tự ăn vậy thôi. Lâu lâu cũng có thử nhưng mà món nào hợp khẩu vị thì mình ăn, không thì cũng ăn hết lắm. Rồi. Rồi mai mốt là cổ có con, cổ nuôi là cổ nấu con, cổ là con cổ ăn y chang cổ luôn mấy món của cổ thôi đó. À bên đây ba cũng nấu ăn mà, ba nấu cho con ăn à. Chứ nãy giờ hai người đã trò chuyện với nhau nhiều chưa? Mình biết gì cái quan điểm, cái sở thích của nhau hay không? Rồi cái giờ giấc làm việc rồi mình hẹn hò. Ví dụ mình thích nhau thì mình hẹn hò đi chơi cái thời điểm nào? Mình trao đổi thử với nhau coi. Em làm ở đó là cũng cái thời gian có gò bó hay là... Ngoài thời gian trực ra thì hầu như buổi tối là 4 giờ em tan ca. Là một tuần làm 6 ngày. Dạ đúng rồi. Làm thì 4 rưỡi là xong rồi, còn bên dạ. Này mình làm giờ giấc thì sao? Dạ em thì em làm ca 12 tiếng, một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. À vậy cũng khỏe. À, một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. Nếu ca ngày là mấy giờ đến mấy giờ, ca đêm là mấy giờ đến mấy giờ? Dạ từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng và ngược lại. 7 giờ tối đi làm đến 7 giờ sáng. Dạ. 7 giờ sáng ngược lại. Đó mà cái đó là về cái ngành nãy em nói là gì? Dạ bên em là làm bên vải. Vải nhuộm vải đúng không? Dạ. Anh có bó hoa gửi tặng anh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ muốn tặng anh. Cảm ơn. Sách hả đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Rồi mời hai bạn ngồi xuống ha. Mình nói một chút xíu về cái tương lai đi. Em có cái kế hoạch gì trong tương lai của mình không? Em thì em có mơ ước thì như đã nói hồi nãy thì muốn sau này thì muốn mở một cái quán nào đó, quán nhậu hoặc là quán ăn. Em nghĩ cái tương lai này là khoảng bao lâu thì thực hiện được? Có thể trong 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa. Nếu như mà kiểu như vốn ít thì mình sẽ mở một nhỏ. Nhỏ. Từ từ nó lớn dần ra đúng không? Em có ngại làm dâu không? Em cũng không ngại nhưng mà tính em thì thẳng tính với lại không biết cách lấy lòng người lớn. Nên là... Cái vấn đề đây là vấn đề là mình lễ phép, chân dạ. Thành là ok thôi. Còn cái chuyện bây giờ, thời buổi giờ đâu phải như ngày xưa mà này kia không, không có đâu. Nhiều khi em sợ em thẳng tính quá em mất lòng bạn chồng rồi sao chị? Thì phải tự nhiên, sao mà sợ, mình càng sợ mình phải càng giữ ý, giữ tứ. Chứ không lẽ giờ mình sợ rồi mình né thì cũng đâu có được. Là con gái lớn là phải lấy chồng là phải theo chồng phải làm dâu, chuyện hết sức bình thường. Dạ. Em muốn định cư trong này luôn, lập nghiệp trong này hay muốn về quê? Sau này hai người mới có thành đôi á, vợ mà có muốn ở đây thì mình sẽ làm lập nghiệp ở đây. Còn không thì về quê thì em vẫn có đất thì về làm kiếm vốn về mình xây nhà ở một quê mình nữa. Nói chung là mình ở đâu cũng được, ở đâu đất lành chim đậu đúng không? Dạ. Ở đâu mà kinh tế mình phát triển, kinh tế mình ổn định thì mình ở. Nhưng bây giờ chị Tường cho hai bạn bóc mấy lá bài nha. Mời các bạn bóc một cái lá bài trong này ha. Đọc lớn cái yêu cầu ở trong đó xong mình thực hiện. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần để chứng minh sức khỏe của mình. Trời ơi, khổ bạn trai tôi quá à. Giờ sao, có sức khỏe không? Đó, đứng lên thể hiện sức khỏe rồi nè. Bây giờ tôi giảm cho 3 vòng thôi. Bạn gái này cũng hơi đô à. Rồi mời bạn qua đây. Rồi mình qua đi ha. Thích nấu ăn mà tướng hơi nhon. Đó, rồi bạn gái đứng lên thử coi. Rồi có xứng đôi không? Đó, bạn gái hơi đô hơn mình nha. Đô thôi chứ không có cao hơn đâu. Bạn trai vẫn cao hơn nhiều mặc dù bạn gái mang giày cao gót. Rồi, đâu tôi đọc lớn lên lại coi nè. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần. Đó giờ em ẵm bạn gái em đứng lên ngồi xuống 3 lần thôi nổi không? Tôi nghi hâm quá à. Ẵm đi 3 vòng thì được chứ đứng lên ngồi xuống sao đứng lên nổi đúng không? Có thể đổi. Đổi gì? Cõng, ẵm, muốn gì? Đổi là bài được gì? Không được.
Bây giờ ẩm đi, mình ẩm lên vậy nè, thử coi nổi không. Nhưng mà chị thấy cổng là nhẹ hơn á. Bây giờ cổng hay sao em? Dạ. Cổng một vòng thôi được rồi. Rồi, cổng đi, nhanh. Em không quen tiếp xúc cho lắm. Giờ cho bóc lại cái khác nha. Dạ. Rồi, cho bóc lại cái khác. Rồi, cho anh bóc trước đi. Anh bóc đi. Bạn nghĩ sao về quan điểm tình một đêm? Về chỗ ngồi suy nghĩ, trả lời, cái này hay á. Dạ. Rồi. Theo quan điểm của em là nếu như một người nào đó mà suy nghĩ đến vấn đề tình một đêm thì theo em nghĩ cái người đó chỉ là người chơi qua đường, không phải là tìm hiểu hoặc là không có mục đích là tiến xa đến hôn nhân. Em có chấp nhận kiểu như vậy không? Nếu thực sự người đó đến với em thì em sẽ không chấp nhận. Còn em quan điểm như thế nào? Em thì em không thích kiểu tình một đêm. Kiểu như mình bữa đó đi chơi, đi tiệc tùng sinh nhật, đi bar, đi quẩy gì đó, cái thích quá, cái rồi đi với nhau một đêm vậy thôi. Dạ không chị. À, không đúng không? Dạ. Rồi giờ tới phiên em bóc nè. Rồi hy vọng bóc trúng ý em nha, đọc lớn lên nè. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Rồi em làm đi. Dễ rồi đó, hồi nãy cộng ẩm không chịu. Cười cho em vậy được không em? Xấu hay là vẫn chưa xấu? Dạ thôi dạy được rồi, chứ làm xấu nữa thì... Xấu nữa xấu quá. Xấu nữa xấu chạy. Thật ra chơi mấy cái trò chơi phải làm khó mọi người mà để... À, hát. Trả lại bài hát cho tôi. Rồi nhanh lẹ. Bây giờ vỗ tay lại cho cổ đi, cổ lấy tinh thần cổ hát lại nè. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lão mắn. Trời, mình hát mình để xa xa rồi mình nhìn lên mình hát đi chứ mình cắm vô cái điện thoại gì sao được. Dạ tại mắt em bị cận á chị. Ôi giời, nhưng mà em đã thuộc bài này rồi, em chỉ lý sơ sơ thôi. Dạ em không có thuộc đâu, em bài nào cũng biết nhưng mà không có thuộc lời. Rồi vậy thì em để điện thoại cao cao lên xíu. Dạ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muôn sầu. Trời ơi, tôi chán hai người này dễ sợ, hai người này xứng lắm nè. Cái gì cũng rề rề ra ra, cái chút không thì trời ơi là trời. Thôi được rồi, bây giờ nè, chị cho hai người một cơ hội nữa. Hai bạn nhìn nhau 30 giây, rồi hãy nói cho đối phương nghe cảm nhận hiện tại của mình trước khi tao quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ tiếp xúc với em thì thấy em tính cách cũng hiền lành, cũng giống như mọi người anh đang tìm. Bây giờ là nhìn vậy thôi, chứ mốt về là biết giữ, là giữ như cọp vậy đó. Tính tình có thể mình thay đổi, vì nhau mà có thể mình thay đổi. Mong thì đã đến với đây thì cũng là một cái duyên. Nên em mong em thì cũng cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Dạ. Nãy giờ nói chuyện với anh thì thấy anh khá rụt rè. Đúng rồi, anh thì người... Em thì bản tính thì gặp người lạ thì em cũng ít nói nữa. Mà hai đứa ít nói nữa thì cũng cay à. Nhiều khi ở đây rụt rè, tại có như Tường ngồi đây với nhiều máy quay quá, chứ biết đâu có hai người hẹn hò riêng thì lại nó không có như vậy. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu đồng ý thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm, nếu mà không đồng ý chúng ta lấy tay ra nha. Mời hai bạn. Rồi nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em qua bên đây đúng với em trai. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Ngày hôm nay các bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai bạn. Nắm tay. Trời ơi. Dạ, rồi bây giờ bắt đầu mình vô câu chuyện tiếp anh. Anh có nói chuyện điện thoại nữa không? Dạ. Đoàn tối cao vào. Dạ. Vào hết trong đây đó. Rồi anh nói tiếp ha, anh nói tới cái vấn đề mà cô ấy bị bắt khám xét rồi đi ra các cái con đường. Dạ. Tại sao ha? Chú Vy Sinh sao? Cầm rồi. Rồi em sẽ kết thúc á, anh nói xong cái đó là em sẽ kết thúc á. Dạ. Mấy chạy kia. Rồi chạy rồi, rồi anh cứ nói. Cái đường hầm của cái tủ. Mà cái tủ là tủ đồ nghề, tủ thầu khoáng, tủ thầy thợ mà.
mà đặc biệt cái căn nhà còn làm cái ghế cho Kissinger ngồi. Còn cái hình đó, cái ghế đó thì giao lại cho tòa đại sứ cái ông vào rồi ông đàm phán cái hiệp định Paris đó. Dạ. Mà nệm hồi xưa nó làm cỏ Mỹ. Dạ. Cái cỏ Mỹ trồng dùng ngoại thành. Dạ. Không môn rồi đó. Dạ. Phơi khô rồi mới về mới lót cái nệm bây giờ. Chứ không phải bây giờ đi lấy cái mút với cái sơ dừa làm nó không đúng. Dạ. Nó mục. Dạ. Cái cỏ Mỹ nó dai. Dạ. Nó trồng ở Việt Nam. Mà chính những người Việt Nam nó phát hiện ra cái cỏ Mỹ. Cái ghế nệm một xíu nặng lắm. Nó to lắm. Nó lên từng khuôn từng bảng. Nó bệ vệ giống như gọi là Mỹ thì nó cơ bắp mà. Cái xe phân công xe pho đi. Thế thì từ nhà làm đó. Thì bắt đổ Mỹ. Cái bà sự đó. Đặc biệt cái bà sự. Những con người kiên trung. Hy sinh. Bà bị lật tung cái nhà lên vậy đó mà bắt cho tổng nhà đó nói là đinh đóng 10 đồng tay thì nó quá kim khúc đâm 10 đồng tay bà không khai, bà không khai nó về đó lục xét một cái nhà một lần nữa cũng không tìm ra hầm mố, không tìm ra cái bí mật. Thì cái bác Đỗ Miễn nó mới kêu cô con gái là chị em Mão thôi lấy giấy tờ của ông Năm Quế đem đốt nó đi chứ để nó lục lần nữa ra mình cũng thiệt hại một phần giấy tờ tài liệu mất thì cái nhà ấy mất đó đốt đi luôn không dám để nữa để nó lục tới rồi sao lỡ nó vô tình lục nữa thì sau đó gia đình mới chạy cho bà mấy chục cây vàng mà chạy tiền đó là chạy cái nhà ở Tô Hồng chúng anh còn biết nhà Tô Hồng 398 em mà chứ dạ nhà đó có một người là đại quý của tâm lý chiến tức là làm giáo sư mới khi nó kêu lính thì bắt buộc phải giống như kêu trình diện đó mà vô đăng ký thì ông mới đăng ký ông mang một cái lon nữa rồi một cái ông em nữa là ông em Trung Quý Bộ Binh mới chạy hết mấy chục lượng vàng ở tổng nha ra về giấy tờ bắt bà còn ở đó và sau đó là đầu tháng ngày 1 dương lịch á tới ngày 5 á phải lên trình diện tại tổng nha sợ mình đi ra khu cái đầu tháng nào mới trình diện nó không giấu mình còn để chi tiết đâu đó là bà sự kiên trung mà phải gan lì nhưng mà người xưa nè người ta làm đến ngày chết bà bán cơm tấm đến ngày bà mất luôn. Ngày mai mất hôm nay vẫn bán vẫn ngồi đó ngày mai mất. Và đặc biệt cô Hai Mão tôi mới nhắc đó, cũng làm cho đến ngày mất luôn. Chiều đó cảm chút vô mình nó nhất xong thế là mất tôi đau tôi tiếc là tôi chưa làm được cái không gian ba cái gọi là cái công nghệ mà ảo á cho bà Hai Mão được ngồi bất cứ vị trí nào quay bà đó, quay bằng cái phông xanh đó, để bà ngồi bất cứ vị trí nào, kể cùng câu chuyện, bà ngồi bất cứ trên thế giới chỗ nào, mình đặt vô là bà hiện lên mà ngồi, mình tiếp, đó là cái tiếc nuối của tôi cũng nhiều, chuyện tiếc nuối trong đó có chuyện tiếc nuối cái cô Hai Mão, bà mất 70 tuổi, mất đột ngột, tức là hôm nay làm đến ngày mai, những người xưa sao sống hay làm hay, tử tế hay, thì đó thì nó có cái cơm tấm đại hàng bán cho người binh lính đại hàng để ăn thu thập tin tức tài liệu báo về cho đó, mấy ông đó, mấy ông vậy tôi kể đó ngồi não thì nói này nhưng mà viết thì viết khác não có phân ra hai bán cầu não để viết để nói tại vì tay bắt mặt trừng sát bên là bóp nhân dân tự vệ sát bên nhà này là Ngô Văn Trưởng và ngày 29 ông Ngô Văn Trưởng cũng vẫn chạy về thăm bà già là cuối cùng ông mới ra bộ tổng tham mưu Nguyễn Âu Tiền mới trực thăng mới cất cánh rồi ông mới ra hầm đồ bảy đi đó. Cái nhà vẫn còn đó. Hôm nay tôi được mua được một phần của cái nhà của ông trưởng là cái gara chính gia đình tôi mua để làm chứng tích lịch sử thôi giấy tờ nhà ông vẫn còn đứng tên tôi muốn trình bày lại cho một phần mình không nói về ai phía mình không nói về bên nào nhưng mà nói đây là câu chuyện nó có một thời kỳ thời điểm nói như vậy hàng xóm vậy chứ tôi không nói về cái gì không nói về thể chế đấy câu chuyện đại hàng ở bên đối diện và có những người kỹ sư công binh đại hàng về người ta ăn với cơm ta tươi đúng không? Tôi cũng đọc được tôi cũng tiếp được những người như vậy đấy là câu chuyện nó nhân văn giữa Sài Gòn hay đẹp tốt tại sao mình không giữ tôi hay nói là Sài Gòn cái gì hay đẹp tốt thì mình nên giữ lưu truyền còn cái gì mà nó được là xì ke ma túy nó đĩa điếm nó mãi dâm nó hư hỏng thôi mình không có lưu truyền mình lưu truyền cái tốt cái đẹp chứ tốt đẹp tại sao không lưu truyền mà là dẹp hết không có được mình muốn dẹp nhưng mà đó ý chí mình nhưng mà trong lòng mọi người trong từng con người trong cách nói của mọi người người ta vẫn dùng nhưng mình chịu thua người ta chứ
làm sao mình thắng được cái đó? Mình không thắng được dân đâu, mình không thắng được cái số đông đâu. Mình muốn vậy nhưng không được. Tại vì cái gì hay, cái gì tốt tôi để lại. Phong cách sống người tử tế, thấy đám tang là phải chào, vân vân. Đứng lại ngã mũi chào, lúc nào cũng có dạ thưa. Ông chủ về làm ở cái nhà, phải làm nhiều hơn cái người làm. Đấy là cái đó là của ông. Ông phải làm nhiều hơn cái người mà ông muốn. Đấy đó là tài sản của ông, công việc của ông và buôn bán của ông. Tôi là tôi dạy con tôi. Mình phải làm hơn. Tại vì nó của mình. Nó là máu thịt của mình, xương máu của mình. Mà mình bắt người ta làm thì mình không đúng đâu. Mình phải giả tư hơn. Mình phải cúi đầu. Không cách đi nhẹ nói thiệt. Bây giờ mất hết. Cũng quên hết rồi. Trong ra mình cũng hơi tiếc nuối. Những cái đó là những cái tiếc nuối. Chứ không phải là những cái tiếc nuối là về mặt trên cái mảnh đất Sài Gòn này là mình tiếc nuối những căn nhà, những cái cách làm của ông cha xưa, không có công nghệ mà ông cha làm đường nào ở đường ấy. Và làm tốt hàng trăm năm của ông chi. Bây giờ làm những công trình đụng chút năm, mười năm nước nghĩa đó. Thì thử hỏi giữa mới với cũ thì mình học cái nào? Mình học cái cũ nó tốt thì mình học cái mới. Mình học cái mới. Cái gì Sài Gòn bao nhiêu câu chuyện. Người Sài Gòn bao nhiêu câu chuyện. Mà cái tâm của người Sài Gòn, cái nghề của Sài Gòn bao nhiêu câu chuyện. Người ta học nghề đó nghề. Ở thầy, ở thầy. Bây giờ thấy nghe làm đủ chuyện, làm trên trời với bể sông mình bắt, bị khởi tố, bị xử lý. Vậy có đúng không? Đúng như cái phong cách xưa. Xưa là phải học bài bản. Anh có nghĩ một câu là Sài Gòn nó giống như một cái vùng đất hay là một quốc gia thu nhỏ mà người ta gọi là hợp Trung Quốc không anh? Tôi nghĩ rồi đó. Tại vì đây là những người nó đi hợp Trung Quốc vô mà. Ở Trung Quốc của cái nước Việt Nam mình tới. Người ta tới đây nó tinh túy rồi người ta làm ra, người ta sống được cái phong cách này, nó chịu cái người này, chịu vùng đất này, nó chịu cái cách sống này. Đó là tinh túy. Tinh túy của các vùng miền của nước. Chứ thật chất người Sài Gòn gốc cũng không được bao nhiêu đâu. Ngay cái ba tôi, những người tới xuống. Nhưng mà nó về đây, nó hội tụ đây, nó học được cách này, mà nó sống được cái này. Đó là thầy. Để được gọi là tôi là người Sài Gòn không đơn giản. Đúng. Và Sài Gòn nó là một cái mảnh đất không lớn nhưng nổi tiếng khắp năm châu. Và cái câu Hòn Ngọc Viễn Đông, cái giá trị đó về mặt lịch sử, em nghĩ nó có một cái giá trị đặc biệt, cho nên thế giới người ta mới đặt cho cái thành phố của mình. Giờ thì thời cuộc thay đổi, mọi thứ nó cũng thay đổi, nhưng giá trị những người mà được gắn với cái tên Sài Gòn song song thì giá trị những cái điều tốt đẹp mà cái người đó mang lại thì không ai phủ nhận. Đó là cụ Hồ. Em rất cảm ơn anh đã có thời gian cho chương trình Bác Có Khỏe Không. Thật sự số này là một số rất đặc biệt. Mình ngồi mình nói về Sài Gòn, nói về thời cuộc chắc có lẽ là còn nhiều lắm, nói không có hết đâu. Nhưng mà để hiểu về một chút thì Sài Gòn và những con người sống tâm huyết, họ là nhân chứng của lịch sử trong những cái thời kỳ khó khăn nhất để giữ lại cái gì đó đẹp nhất của Sài Gòn, thì phải nói một điều, không phải dùng cái từ là chua chát, không phải dùng cái từ là mình nối tiếc, nhưng đôi lúc trong cái cảm nhận của chính những con người Sài Gòn, họ thấy rằng là nhiều thứ đang bỏ quên. Và đó là câu nói rất tử tế theo cái nghĩa của người Sài Gòn. Họ mưu sinh và họ sinh sắc. Họ mưu sinh và họ suy nghĩ. Chương trình Bác Có Khỏe Không đến đây là hết rồi. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị đã ngồi nghe chúng tôi tâm sự và hiểu thêm về cuộc sống, nhất là mảnh đất Sài Gòn. Tôi là Trung Dân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào. Rồi mình nhìn máy này, em với lại anh nói một câu nữa. Dạ. 1, 2, 3. Xin thân ái kính chào. Trung Dân có thể từ đây chúng ta khám phá tiếp. Dạ. Tại vì nói về Sài Gòn, trong vòng có như đây làm sao mà nói được hết. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu cái ở để mình. Em nghĩ vậy nè. Dạ. Nó bị gì đây? Mình lính ổng mà. Mình lính ổng nhất mà.
Giờ tính nói vòng vòng nãy giờ em thấy tại vì anh với em không có cơ hội gặp nhau thôi, tương tự chung chung nhóm. Bà nè, dượng của ông Lê Bá Cần á. À, Tư Cần. Ông đó mới làm tình báo với ba tôi. Dạ. Yeah. Ông mới lên làm phó đốc trường đảng. Cũng táo Nguyễn Trường. Ông đó mới làm tình báo. Hôm đi cải táng có ông đi theo. Dạ. Yeah. Anh em mất rồi. Dạ. Yeah. Ông làm tình báo nội thành. Ông Lê Bá Cần lúc có nuôi ở cái nhà lon ton đi học thôi. Dạ. Yeah. Cái nhà là cái nhà ở trong quận 6 đó. Ông làm trường đảng đó, sao ông lên làm phó đốc trường đảng thì la cái ông Dượng đó. Dạ. Yeah. Anh nói Lê Bá Cần là vậy. Còn ông thì quê, ông là Đức Huệ thôi mà. Rồi anh có gặp ông Tư Sang không anh? Hợp tác suốt với bác Tương quý mình lắm. Dạ. Bác quý má tôi lắm. Dạ. Dạ. Cái hai chọc má tôi là hồi xưa mà tôi biết bà chứa vũ khí vậy, bà đầu hầm tôi kêu cảnh sát bắt bà. Sát bên nhà. Dạ. Dạ. Ok. À, xin lỗi nha, xin lỗi. Xin lỗi. À, bây giờ mình bắt đầu vô câu chuyện. Là nãy là mình giới thiệu sơ sơ cái đó là ok rồi phải không? Để bây giờ vô ngồi nói luôn là tới kết thúc luôn phải không? Dạ. Rồi ok. Dạ. 1 2. Hả? Là ta cầm đi uống đó hả? Rồi. Dạ. Anh, em phải dùng cái từ là để có một cái cơ ngơi mà nó mang một cái tính lịch sử trên một cái mảnh đất mà mỗi mét vuông mình phải quy ra vàng. Làm sao anh làm được điều đó anh? Lúc ban đầu, thật sự lúc ban đầu mình không bao giờ mình mơ ra, mình không mơ được mình làm được gì. Cái đó nói rất là mình chỉ mơ mình có cái chỗ ở. Dạ. Đã là quá. Dạ. Nhưng mà theo tôi đó, cái ý chí trong đầu á, là cái đau đớn, là những cái núi tiếp đầu nó phải cho ra không để nằm nữa. Tức chết. Theo tôi tức tôi chết. Mà tôi ra được tức là mình phải quyết liệt, quyết tâm. Tôi nói câu chuyện với kỷ niệm khi mua cái nhà đổ cũ, mặc dù là nhà của cha giao rồi, mình phải mua lại. Bây giờ ở bằng cái gì, đi bằng cái gì, sống bằng cái này. Khi đó không một đồng bạc túi thì tôi dám nói với bác đó, có mặt ngọn đèn sao tôi nói thật. Bác ơi, chừng nào bác có chuyển dịch cái nhà, bác nói con biết một tí. Nói một tiếng thôi, mà vợ tôi về, tự tôi, người cũng có đồng bạc, đặt cái nhà, cái cửa, chừng nào bán nói một tiếng, không sợ tới cười. Thế mà khi đó bác nói tôi ra ngân hàng thế chấp nhà quay được mua đấy. Mà tôi trả được, chắc có lẽ ông bà tôi chú bác hỗ trợ, theo tôi nghĩ là cũng tương đương phù hộ quá anh, phù trợ cho mình làm được để mình trả nợ. Từ cái đó tôi làm được cái đó, tôi không biết nói làm sao mà. Chứ còn không bao giờ mơ được là mình có được mấy chục cái diện tích, mấy chục cái nhà đâu làm gì. Một căn ở còn chưa có, còn ở chung với bà già. Còn ở nằm trong lăng lóc. Thế mà trong vòng một thời gian, mấy chục năm mình làm được. Bây giờ nằm mơ cũng nghĩ không bao giờ. Cái thời buổi này mọi thứ người ta tính là công nghệ rồi. Nhìn cái không gian mà anh muốn gửi gắm thì em thấy nó không phải là đồ xưa, nó là đồ cũ. Nhưng mà mỗi cái vật là một kỷ niệm. Anh đau đáu với những cái điều mà trong quá khứ. Vậy em hỏi anh, cái mà anh làm hiện bây giờ, cái khó khăn lớn nhất, cái suy nghĩ mà anh cảm thấy rằng anh sẽ truyền lại cho cái thế hệ sau, cái sự thành công, cái mong muốn của anh, nó có trọn vẹn không hay nó chỉ là demi 50% hoặc thấp hơn? Theo tôi là chưa bao giờ trọn vẹn. Cái tiếc nuối của tôi rất nhiều. Dạ. Yeah. Có những cái di tích đó, tôi không có điều kiện kịp thời phá thanh bằng mất đi, sang bằng mất đi. Mà di tích là di tích chứng tích của lịch sử, của một thời kỳ, của một lực lượng, của một người cụ thể. Đó là những cộng sự của cha phá mất.
nên cái tiếc đuối mà cái làm được gọi là đờ mi, tôi nghĩ chúng ta, tôi nghĩ dưới đờ mi, dưới đờ mi vì lý do ông cha mình xây dựng lên cái đó và cũng xây dựng để muốn trường tồn, có cái muốn là xây xong rồi để đập phá đập bỏ đi. Câu chuyện những cái căn nhà, những câu chuyện lịch sử, những câu chuyện bảo tồn đều mang cái một cái tâm linh. Nên tôi muốn rất là gìn giữ nhưng mà không được. Thứ nhất là vật lực nó không có, nhân lực nó cũng khó khăn, nên cái đó là tiếc nuối, không bao giờ mà thấy thỏa mãn những gì đó. Và tôi hay nói mình tưởng làm cái điểm này là điểm cuối, là điểm dừng, nhưng mà cái điểm cuối nó lại mở ra một cái điểm mới, nó mở ra một câu chuyện mới, để trong đó nó đầy đủ câu chuyện tài liệu, nó hồ sơ, nó ra một câu chuyện mới nữa. Tức là tưởng là điểm cuối nhưng mà là điểm đầu. Câu chuyện mình làm như thế, bây giờ mới thấy không, khi mà hỏi mà nó dừng thì chẳng biết lúc nào nó dừng. Câu chuyện cô chú bác hôm nay thì gặp được như vậy, nhưng mà rồi khi mà gần như là với mình để chảy lòng thì lại ra một cái câu chuyện mới. Để các cô chú bác với cái đặc biệt của người miền Nam, người Sài Gòn, tôi nói là người Sài Gòn làm không bao giờ kể, nếu như kể không phải người Sài Gòn. Tôi thấm thía câu chuyện đó, chính câu chuyện đó tôi thấm thía. Tại vì lúc trước chứ hỏi tại sao không kể, tao không thích kể, tao cũng muốn kể, tao làm rồi thôi. Lúc trước cô kể sớm là con kịp rồi, con đi gặp chú gặp bác đó rồi, con chạy tới rồi mua được cái đó rồi, con gặp được cái ghi hình rồi, tao cũng thích. Em thì em nghĩ khác anh, em nghĩ là không kể, không đơn giản là cái câu không kể, mà em nghĩ người Sài Gòn không có thích khoe khoang. Đấy, cái câu chuyện lồng trong cái khoe khoang này, yeah. Không kể tức là người ta không có muốn kể, là khoe ra mình làm gì, làm gì. Dạ. Người Sài Gòn là gì? Dạ. Tức là làm rồi là không kể. Ba tôi nói là phải nhớ, người Sài Gòn mình là thi ân thì bất cầu báo. Nó làm cho nó không kể đâu, cho mà kể thì cũng phải như mình. Anh có nhìn thấy một cái không gian này giới trẻ vô nhiều không anh? Cái đó là cái mong muốn, và cái kết quả đến đây nhiều là cái niềm vui mừng của mình. Dạ. Rất vui mừng để mình làm, mình mong muốn lớp trẻ, còn cái lớp của mình là lớp cha chú đã đi qua rồi thì nó biết rồi, nhưng mà cái cần nhất là từng lớp. Và hôm nay thấy lớp trẻ đến từng đoàn 5-60, 40-50 trường học rồi thấy ta tự tìm đó. Và đặc biệt cái điểm của mình không có cái chương trình gọi là BAI là quảng cáo. Mình làm về cái tâm huyết. Anh cũng không thu phí luôn. Không thu phí. Dạ. Yeah. Tại tôi nghĩ có khi các cha chú mình làm cách mạng, làm cách mạng là hy sinh, người Sài Gòn hay cho đi. Rồi nó biết bao nhiêu mà kể được. Nhưng mà rồi bây giờ mình thu lại chút chút thì tôi thấy thôi, chắc có lẽ đời tôi với đời con tôi không thu. Còn đời sau nữa thì tính tiếp. Con anh nó có yêu thích công việc anh đang làm? Cái đó mình cũng là một cái nỗi lo. Mà cuối cùng bây giờ cái thế hệ con tôi là thế hệ thứ ba, thứ tư đi theo luôn. Dạ. Yeah. Và bí thư thành ủy nói cái đó là cái quý giá nhất. Ông bà làm được cái chuyện đó. Bí thư Nguyễn Văn Nên mới thăm ngày 30 tháng 10 ngay tại điểm này. Và nói hai ông bà làm được cái chuyện đó. Hai ông bà làm được cái chuyện đó. Tức là truyền lửa lại cho cái lớp thế hệ thứ tư này đi theo đó. Đó là tuyệt vời. Thế được. Giới hiếm có. Anh có khi nào anh ngồi với con anh hỏi là lý do gì mà con lại thích cái công việc của ba và con có cái hướng đi theo? Tuyên cái này chắc có lẽ mình chưa hỏi bao giờ. Cách của mình truyền lửa cho con mình là cứ dẫn đi theo. Cứ cho nó cảm nhận ra kiểu của nó. Một cái không gian nó rất là kỷ niệm. Và nhiều cái quá khứ nó sẽ dồn dập về. Có khi nào anh tiếp một cái vị khách mà họ là nhân chứng cho những cái sự kiện, cụ thể là những cái đồ vật trong quá khứ này không anh? Cái đó là có rồi. Dạ. Yeah. Và cái đặc biệt như anh vừa nói đó, tôi tình cờ đó, cái cô con gái đó, cô đưa mẹ cô đến, nhưng một cái ngày dịp sinh nhật. Dạ. Yeah. Mẹ rất là lớn tuổi. Dạ. Yeah. Mà đưa mẹ đến, mẹ nói bất ngờ, mẹ nói giống như mẹ muốn dừng tim lại. Mẹ nói tại sao con tìm những điểm như vậy, là sao có những cái đồ vật như vậy của thời kỳ của mẹ. Mẹ xúc động lắm. Thì cái đó là cái thành công lớn nhất của mình, đem được cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người, mà đặc biệt những người xưa
Tăng muốn là nó giống như dừng tim lại. Cô đó có xúc động, có nói với mình anh làm những điểm gì nó hay. Đó là cái việc mà những người Sài Gòn xưa người ta đến, người ta thấy được những cái cuộc sống ngày xưa của ta, đồ vật ngày xưa của ta nó trở lại như xưa. Tôi nói đây đặc biệt có cái muỗng vô, anh nhớ cái muỗng vô phía kia xưa, nó quậy cái ly nước uống. Sao giờ này còn cái này quậy với cà phê uống. Đấy. Còn cái việc mà cái nhân chứng mà ở Sài Gòn này mình tiếp được đã được mấy nhân chứng rồi, nhưng mà tôi cái này tôi cũng ấn tượng mà tôi cũng có liên hệ lại được là ông Tụ Binh Mỹ, tên là Michael Derrick, sĩ quan thẩm vấn của quân đội Hoa Kỳ, mà đặc biệt là ông thẩm vấn các chiến sĩ biệt động đánh vào cái Tết Mậu Thân, vào tòa đại sứ Mỹ, vào dinh Độc Lập, đài phát thanh và các địa phương khác. Tại vì sao? Ông qua đây đúng cái dịp là năm một năm nữa là Tết, chuẩn bị cho cái 50 năm Mậu Thân, để ông viết cái phần cuối cùng của cuốn sách của đời ông. Hồi ký. Trên 70 tuổi. Dạ. Thì ông đến, ông tìm đến cái nơi mà hầm vũ khí rồi đưa quân xuất quân đánh vào cái đời sứ Mỹ. Ông đặc biệt nhất là ông tìm cái ông Ngô Thanh Vân, là ông Ba Đen, ta được truy tặng anh hùng, là người chỉ huy trận đánh vào đời sứ Mỹ, là duy nhất còn sống trong trận đời sứ Mỹ. Và ông là người trực tiếp hỏi cung. Và ông nói một cái ý đẩy bình thường như một cái người cán binh Việt Cộng mà cộng cán vậy, ông hỏi mất ở cung á, mất được 3 tháng 6 tháng, nhưng mà ông ở cung có mấy ngày là ông kết thúc luôn. Ngày đó ông người siêu quan trẻ có hình này, ông chỉ hỏi mấy việc tại sao ông đánh vào cái đội sứ Mỹ, ông dẫn quân đánh vào đội sứ Mỹ, vậy ông có căm ghét nước Mỹ, căm thù nước Mỹ. Thì ông này ông nói ông đánh vào không phải cái căm ghét căm thù nước Mỹ, mà chẳng như thế, ông còn yêu nhân dân Mỹ và nước Mỹ, những người yêu chuộng hòa bình. Nhưng mà ông đánh là đánh theo cái chủ trương là Mỹ phải giành Việt Nam, cái hai miền. Thế là ông này ông nói không hỏi nữa, quyền nói gì là đúng. Đẩy câu chuyện về cái máy đẩy, rồi cái phim ảnh tư liệu là tôi có mời anh TFF ở đài truyền hình, anh ta hoàng với quý đi. Và đi tôi cũng xin ổng một cách rất là kéo, đó đây là ở biệt động Sài Gòn ghi thôi, cũng không có báo đài, cũng không muốn tham gia chính trị. Hôm mai còn ra đến rồi, và cái cuốn sách đó đang gửi qua cho gia đình mình, ở nằm ở Hải Quan. Cuốn sách còn phải duyệt nữa ha anh. Phải duyệt mới được vào đây. Và ổng về là ổng đi phản chiến rồi.